Hello và đầu xin chào cả nhà. Bây giờ thì bắt đầu ra ngoài trước sân nhà để dọn dẹp cả nhà. Mùa trồng rau thì tới đến nơi rồi. Nên bây giờ thì coi dọn dẹp cái vườn trước sân của mình để coi trồng một ít loại rau ra nữa. Hello anh Đậu. Chào cả nhà. Bây giờ anh Đậu anh coi anh xới ngay chỗ cái khung đất này trước sân nhà cả nhà. Thì ở trên trước sân nhà của mình thì phải nói nắng rất là nhiều luôn. Này trước nhà mình có trồng cây trà xanh này cả nhà, bắt đầu đang ra lá non rất là nhiều luôn. Cái này trà xanh phải không anh hả? Trà xanh. Này chắc mốt mình ra mình thu hoạch quýt đỏ có cả nhà, xong rồi vô nấu trà uống. Cái này em thu hoạch đọt xong em nấu nước rồi bỏ vô bình thường vậy thôi phải không? Hả? Nếu mà em nấu uống á. Cái này em từ người ta. Ý anh nói là phải ủ hả? Không phải cần ủ, nhưng mà cái trà xanh thì em cần ủ. Nếu mà muốn làm trà đen thì em ủ. Còn trà xanh em phơi, anh lấy nó khô lại, em xay nhuyễn ra thôi. Ồ, ý là phơi khô á hả? Phơi khô xong rồi sao lại? Xay ra. Xay? Xay làm bột, em quậy vô nước rồi em uống thì nó tốt, nó khỏe hơn. Ồ, ý là phơi xong rồi xay ra. Cho nó xay nhuyễn xong rồi cái nấu nước rồi bỏ vô. Yeah. Wow, cái này chắc mới em ram hái nè, nhiều quá trời nhiều luôn, ra đọt nhiều lắm cả nhà. Trà xanh thì tốt sức khỏe. Còn cái đề cám mấy cái cây bông này thì trồng phải nói là lâu năm rồi cả nhà, do là bây giờ phải di dời ra làm cái cổng nhà. Bông này thì mỗi năm mọc lên đẹp lắm, cái màu nó ra chùm chùm màu xanh đó cả nhà, rất là đẹp luôn. Không biết hôm nay di dời vậy hy vọng là cũng có bông ha. Sáng mới trồng ra cây lê. Ủa anh, sao không cho cái kia nó qua bên kia nó bự hơn á? Hả? Nó làm cái cổng qua đó. Ý là cái cổng nhà của anh Đậu. Hôm nay trồng thêm cây đào nữa cả nhà. Trời. Cái gì vậy? Đất nó rớt ra. Muốn động cái rễ. Ngay chưa? Ngay chưa? Ngay à? Hả? Ngay. Mày biết thôi anh. Ngay bên kia. Như cái này nè, năm nay lựa được cây lê với cây đào. Nó giống giống nhau cả nhà. Cây nào cũng thấp thấp gì hết á. Có cái đào gì á? Gì đào à?
Cái này loại lùng. Ủa, loại lùng hả? Loại hơi hơi lùng chứ không phải là lùng. Không phải là chánh cống lùng. Lùng hơi hơi thôi. Không mà trồng mấy cây nhỏ nhỏ vậy mọc nhìn nó mới dễ cưng. Cái loại này nếu mà nó lùng thì nó lên cao nhất là cỡ em. Loại này nó hơi hơi lùng mà mốt nó lên nó cao nghe chút xíu. Chắc lên cao tới chỗ này, cỡ anh là hơi hơi lùng. Giờ chiều mát rồi cả nhà. Giờ trồng cây xuống thì yên tâm hơn. Sắp sửa trên đây có cái khung mới nữa nè cả nhà. Cho thêm mít bon miêu cả nhà, với lại cho thêm phân nấm vô nữa. Cái này là táo này mình trồng tính ra lần đầu tiên mới bắt đầu cho trái cả nhà, mà năm nay phải nói rất là nhiều bông. Cái này là cây xoài chuối cả nhà, bây giờ mới bắt đầu ra nụ thôi. Tưới nước vô. Hiện giờ anh đậu tưới cho nó động dũng luôn cả nhà. Vậy thì cây nó đỡ mất sức. Gì cười? Hả? Coi cái xanh, vừa cái xanh với cỏ dại nó lên tùm lum hết. Nó đầy nghẹt rồi trời. Coi cỏ xanh không? Hả? Cái xanh này em rải nè. Đâu? Nè. Không thấy cỏ không chứ. Ồ đúng nè. Rồi. Nè. Nó bữa hổm thì không có cỏ, bữa hổm mấy thì mấy cây cải xanh nó lúc dưới. Ờ. Đi tí ở dưới các bạn. Nhiều lắm. Cải xanh đó. Ở trên là cỏ không, mốt không biết làm sao nhổ ra được á. Không tính trước hay sao, cái này bị gì rồi hả? Đâu, bữa hổm cái này là bữa hổm mình làm đất cả nhà xong rồi bắt đầu là rải hạt cải lên làm tưới nhổ nước cái nhổ cỏ xong xuôi hết rồi. Các bạn nào nói cái giường của mình không có cỏ. Cỏ là cũng như là cái tấm thảm luôn. Cái này là cái giường đầy cỏ. Nhổ cỏ phải nhổ mà mốt lên thôi. Cái mình chiết ra mấy cái này nhổ dễ, và để nó lớn chút xíu mình nhổ dễ lắm. Cái này mốt em chiết ra. Cái này chắc cực dữ. Cái này rải nó cũng dày lắm. Cái này là cỏ nè các bạn. Anh giờ anh lấy là nó lên lên cải luôn á. Đó, anh lấy cỏ, là cỏ cải nè. Anh lấy là đấy, nó lên cải hết luôn á. Từ từ, để từ từ em chiết ra. Có nấm nữa nè, coi nè, trời ơi. Này nấm nè, đủ thứ kiểu các bạn ơi. Em trồng sao hay quá. Hả? Đi, hôm nay đi thu hoạch nếp măng tây cả nhà. Phải chút xíu nữa chuẩn bị đi vô nấu ăn rồi. Kìa anh coi kìa, hôm nay vừa dọn dẹp cái vườn xong cái bắt đầu thấy nguyên một cúm măng tây ở đằng đẵng luôn. Hôm nay nó lên cao nhiều nghịu à. Đây. Này được mấy cái. Này hổm anh đạp lên. Hả? Sư ý đạp lên gãy mấy cái á. Măng tây hả? Cho nên giờ còn có chút xíu. Nè các bạn. Wow. Đã dọn dẹp xong cái thấy nguyên một khúm măng tây này nó lên luôn nè cả nhà. Tự nhiên mới bữa nay mà nó mọc lên dữ quá ha. Ủa? Nó dài nhằn ra, không biết này, sao. Này mấy hôm trước là nó nghe nó như măng tây là nó phải nói là nó
nó nhanh phát lắm cả nhà. Cái này là đầu mùa trời mà mát mát á, rồi mình tưới nước nhiều nữa là măng tây nó sẽ nhanh phát lên. Không, với lại tự nhiên cái từng nay các bạn, cái trời nắng không à, nắng nó nóng dữ không, nó kéo dài ra luôn nè. Chứ thường nó đâu có lên như vậy, nó lên đâu có ra mà nó xanh như vậy. Đúng rồi, nó mập mà cái này nó xanh mà nó dài ra nhanh dễ sợ luôn, trong vòng ngày hai ngày nó lên vậy đó. Đúng rồi, mấy hôm nay tự nhiên phát trời nóng dễ sợ nóng luôn á cả nhà. Trời, như năm nay thời tiết nó thất thường, tự mấy nhiên ngày, mấy đó, ngày thì lạnh thì lạnh. Ừ, tự nhiên khoảng chừng 8-9 độ, 8 độ vòng đó đó, thường trung bình á, xong cái nay tới 30 độ các bạn. Ừ, nó nhảy cái vượt luôn, ngộ lắm. Nên nè, thôi mà kệ, nhà nó dậy vậy mà giờ mới có là măng tây thu hoạch sớm á cả nhà. Ừ, chứ nếu mà cái măng tây này nếu mà mình không thu hoạch á, cái bắt đầu nó lên thành cây cao với lá luôn cả nhà. Bởi vậy thì giờ mình thu hoạch vậy thì măng nó sẽ phát lên lại. Ừ, nay sao canh đúng giờ luôn ha, tại vì chiều nay hai vợ chồng định nướng thịt bò ăn các bạn, nướng thịt bò ăn mà có măng tây này ăn chung rất là ngon. Cắt từ cái này đi, cái này mình cắt sát sát vậy cả nhà, để cho nó tích gốc á, xong rồi cái bắt đầu nó cái này còn rất là non các bạn, nó dài ra mà ăn như vậy nó rất là ngon. Ủa, cái này nó lên trắng nè. Hả? Nè, măng tây trắng nè, mới mọc ra các bạn. Cái này nó mới nhú á. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn măng tây trắng thì mình bao lại cho nó không có ánh nắng á. Cắt mấy cái nhỏ này luôn nhanh nhỉ, nó lên cao quá. Để cho đợt sau nó lên lại cho cây có thể bự hơn, mình tưới nước rồi bờ, cho nó nhiều chút. Na que vậy chắc cũng ăn được buổi chiều rồi. Cũng đủ một buổi rồi. Coi chừng em lạng, chừng trúng mấy cái đọt non á em. Đọt non ở dưới nhiều các bạn, nó đang mọc lên các bạn. Nè. Sao không? Đây nè. Đây mấy bọt đọt non nhiều cũng lắm nè. Rất là nhiều. Khó thấy lắm. Nguyên đây nguyên chùm. À, mấy cái này, hai cái này bự ha. Ừ. Ừ, non chèo luôn nè. Đó. Đó chưa? Này mà. Đợt mấy cái đợt này coi nhỏ hơn mấy cái đợt năm trước nhiều á. Đúng rồi, nhỏ hơn năm trước. Năm trước vậy chứ mà nó ú nụ à. Anh nghĩ có thể là cái thời tiết nó ảnh hưởng. Cây dài kia không hái luôn đi. Hái luôn. Ừ. Giờ mình lặt hết các bạn, mình thường thường măng tây mình có thể ăn được 2-3 đợt cơ. Cho nên nếu bây giờ mình để cho nó lên á, xong cái mấy cái đọt khác nó lên le que lắm. Mình cắt một cái mấy cái đợt nhỏ nó vượt lên nhiều, mình có thu hoạch dài vậy đó. Cái này cũng cỡ nhấm mua một bó mua ngoài chợ. Vô đây cũng bỏ vô bơ vô ấy chung với thịt bò ăn được rồi. Cái này chiên bơ ăn cái nha. Hả ha. Ừ. Giờ hồi chút xíu là có măng tây tươi vừa mới hái luôn. Vậy vô ăn nó ngọt lắm cả nhà. Chứ nếu mà bình thường mình mua ngoài chợ là họ cắt trước đó rồi. Bởi vậy thì nó cái độ ngọt của nó cả nhà. Nó giảm bớt. Ừ. Đợt đầu thì nó ít các bạn, nhưng mà mấy cái giờ mình cắt vậy xong cái đợt sau nó nhảy lên nhiều lắm. Dạ. Từ từ mỗi tuần mình ra cái ăn có ăn hết đó mà hoài vậy đó. Cái này là mới đầu mùa mà nó lên vậy nên nó lên nhúm vậy là cũng may mắn đâu á anh. Anh nghĩ năm nay không có luôn mà kệ. Dạ. Có nhiều ăn nhiều. Chuẩn bị vô làm đồ ăn cả nhà. Thôi vợ chồng mình cũng xin cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi kênh của vợ chồng mình. Nếu cả nhà thích thì bấm like, đăng ký và chia sẻ cho vợ chồng Đậu. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye bye.